Thưa quý khán giả, thực hiện hướng dẫn số 141 của Ban Tuyên giáo Trung ương và kế hoạch số 265 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đợt sinh hoạt diễn ra đồng loạt trên toàn tỉnh Đồng Tháp vào ngày 21 tháng 8 với hơn 65.200 đại biểu tham dự. Các đại biểu đã tập trung thảo luận nội dung thông điệp của bài viết gắn với thực tiễn, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng trong xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Chuyên mục Ý Đảng Lòng Dân kỳ này có phóng sự ghi nhận về đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng lần này. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Điểm mới của đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng lần này là Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp xây dựng video clip về nội dung bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau đó gửi đến các chi bộ, đảng bộ trong tỉnh để trình chiếu cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức xem và thảo luận trong thời gian một buổi. Vậy thì nó giảm hơn so với trước đây là một buổi. Trước đây đó, chúng ta tổ chức cái sinh hoạt chính trị tư tưởng bằng cách trực tiếp, rồi trực tuyến xuống huyện thành, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và các xã thị trấn, rồi mời báo cáo viên của Trung ương hoặc là thường trực tỉnh ủy triển khai trong buổi sáng, rồi chiều thì về các cái chi đảng bộ để tập trung thảo luận. Thì lần này đó là Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng cái video clip rồi chuyển đến cho các chi đảng bộ trong toàn tỉnh sinh hoạt, tổ chức trong một buổi. Tuy nhiên thì sinh hoạt như thế thì vẫn nắm được những cái nội dung cốt lõi. Nội dung cốt lõi trong bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xoay quanh 3 phần chính, gồm Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Và cuối cùng là phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một bài viết rất là toàn diện. Thì từ những cái nội dung đề cập của đồng chí Tổng Bí thư viết trong cái bài viết của mình, chúng ta tự hào về cái truyền thống vẻ vang của Đảng, rồi những cái thành tựu của dân tộc Việt Nam, của đất nước chúng ta trong suốt cái quá trình phát triển vừa qua. Và trên cái tinh thần như vậy đấy thì khơi dậy cái một cái niềm tự tin, một cái quyết tâm nỗ lực phấn đấu để tiếp tục, tức là trên những cái thành tựu ấy để chúng ta tiếp tục là gì, có một cái khí thế mới, một cái tinh thần mới để chúng ta thúc đẩy là gì, đẩy mạnh hơn nữa cái công nghiệp hóa, hiện đại hóa một cách là toàn diện và đồng bộ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội 13 của chúng ta đã xác định. Đây là không khí buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng tại xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh vào chiều ngày 21 tháng 8. Sau khi xem video clip về bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cán bộ đảng viên, chi ủy, chi bộ các ấp, đơn vị tham dự đã thảo luận các nội dung trọng tâm trong bài viết sát với điều kiện thực tế của đơn vị mình, cũng như ý thức vai trò của cán bộ đảng viên trong việc vận dụng lan tỏa tinh thần bài viết. Bản thân tôi thấy rằng qua cái bài viết này cũng trang bị cho đảng viên của chúng tôi một cái hành trang để mỗi người đều nêu cao được cái tinh thần tự tin, tự trọng, trách nhiệm để kế thừa và phát huy những cái truyền thống vẻ vang của Đảng, lan tỏa học tập những cái giá trị to lớn của bài viết, đó chính là trách nhiệm của mỗi đảng viên.
Do đó tôi nghĩ rằng mỗi người đảng viên cần phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và phải có sự đổi mới trong công việc, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vận dụng những giá trị cốt lõi của bài viết vào trong thực tiễn hoạt động của chi bộ cũng như là của đơn vị nhà trường để góp phần đưa cái mục tiêu của các cái nghị quyết đại hội đảng thành công và thắng lợi. Không chỉ học tập từ một buổi sinh hoạt, đảng ủy xã Mỹ Trà cũng quán triệt trong toàn thể chi ủy chi bộ các ấp, đơn vị cũng như Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội vận dụng các giá trị cốt lõi của bài viết vào thực tế nhiệm vụ từng nơi, đồng thời có kế hoạch triển khai sâu rộng đến nhân dân, lan tỏa niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của đảng, thực hiện tốt những chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay phát triển quê hương đất nước. Là đối với các chi bộ thuộc đảng ủy, qua cái hội nghị hôm nay đề nghị chi ủy chi bộ đưa vào chương trình trọng tâm quý tháng gắn với cái chuyên đề học tập và làm theo tấm gương Đức Hồ Chí Minh năm 2024 bằng những làm thiết thực thực tế, đưa vào nhiệm vụ hàng tháng và có cái sự lãnh đạo rồi kiểm tra để thực hiện tốt chuyên đề của năm 2024. Không khí thảo luận sôi nổi cũng diễn ra tại buổi sinh hoạt về bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh. Bài viết từ một nhân cách lớn của dân tộc đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin về đảng Quang Vinh, về Bác Hồ vĩ đại và một dân tộc Việt Nam anh hùng vốn có trong mỗi cán bộ đảng viên, từ người cao tuổi đến các thế hệ tuổi trẻ tiếp nối. Trong cái giai đoạn hiện tại, đảng nó làm cho tôi là tin tưởng hơn vào cái đường lối của đảng. Đó, mỗi một khi mà đảng ta có khó khăn thì có mỗi một con người tài ba xuất hiện để đảng ta đứng giữ, tiến bước để làm cho nhân dân ta no ấm, đất nước ta giàu đẹp hơn. Với góc độ vai trò là một người đảng viên trẻ thì bản thân sẽ cố gắng giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu tốt đẹp của ông cha ta và của Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta trong quá trình hình thành và phát triển. Bản thân sẽ cố gắng ra sức học tập và rèn luyện để không ngừng phấn đấu góp phần xây dựng quê hương xã Bình Hàng Trung ngày càng giàu mạnh, thực hiện thành công xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Ngoài triển khai bài viết đến cán bộ đảng viên, đảng ủy các địa phương còn lan tỏa sâu rộng đến hội viên các hội đoàn thể và nhân dân trên địa bàn. Như ở xã Bình Hàng Trung, việc triển khai này sẽ được thực hiện thông qua hoạt động của các chi tổ hội cũng như các tổ nhân dân tự quản. Đối với tổ chức, đối với đảng bộ và các chi bộ thì đây là cái dịp mà chúng ta để tự soi rọi lại mình và rà soát lại những hạn chế thiếu sót để chúng ta khắc phục, có kế hoạch khắc phục sớm để từ đó là chúng ta tiếp tục đổi mới cái phương thức lãnh đạo của đảng và làm sao chúng ta phải trong đó là chú ý làm tốt cái công tác cái phương thức là tuyên truyền vận động giáo dục quần chúng nhân dân rồi cái phương thức là làm gương trong cán bộ đảng viên về cái tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Và trong đó là chúng ta phải gắn liền với các cái nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng chi bộ bốn tốt, đảng bộ bốn tốt. Và những đảng viên chúng ta phải thực sự là những đảng viên gương mẫu, tích cực, vừa hồng vừa chuyên, làm gương trong các phong trào hành động cách mạng cho quần chúng nhân dân noi theo để chúng ta lập cái thành tích chào mừng các cái sự kiện chính trị trọng đại của đảng nhà nước ta trong năm 2025 và là cái công trình có ý nghĩa thiết thực để chào mừng đại hội đảng các cấp. 965 cuộc sinh hoạt chính trị tư tưởng với gần 3.500 lượt ý kiến thảo luận của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức xoay quanh thông điệp của bài viết lần này, một lần nữa khẳng định niềm tin mãnh liệt vào quá trình hình thành và phát triển vẻ vang của đảng, những thành tựu vĩ đại của cuộc cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng, để từ đó tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kiên định với con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó là tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11, xây dựng và phát triển quê hương ngày thêm giàu đẹp, hạnh phúc.
Chuyên mục Ý Đảng Lòng Dân kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.